bán rất là nhiều ong này. Tổ này tổ to nhất này, tổ ong ong gì này, đen to này. Tổ nó khoảng 10 cân này, to lắm. Đây còn hai tổ nữa. Hai tổ. Đây, đây. Lại tổ ong đất nữa. Mua tổ để nấu cháo ấy. Ôi tổ này. Ôi tổ này to chưa? Ôi cậu. Rất là nhiều ong. Ôi mấy. Kéo kéo tới một phát đấy, nó từ cân này đi mất bao nhiêu một cân này? 300.000 một cân. Đây 300.000 một cân. Ui rất là nhiều ong, nhộng ong. Tổ to nhất này. Ôi, tổ khoảng gần chục cân đấy. Ôi, tổ đây là hai tổ này. Đây, đây ong đất à chú? Tổ này là ong đất à? À. Ong này ở trên cây, ong này dưới đất. Tổ này to nhỉ? Chưa ăn bao giờ. Nhộng, nhộng nó to nhỉ? Ăn thì quá ngon rồi. Để ăn mãi thì. Ăn ngon nhỉ? Rai hôm nay làm cần này. Đang lá chanh, đang lá mắt mỏng. Để lấy đi. Ăn thì không sợ lấy tay đâu. Đắng mùi thơm béo mà. Anh bắt được không? Được. Bắt được.
Tí anh còn bắt được là tổ ong này. Ông chọn đây anh Sơn ạ. Ông chọn thôi. Đón được là lấy cái bao dứa, bao bao cướp này, chụp mắt vào đấy. Cái xuân cua ấy, chứ không phải dế đâu. Đâu đâu. Chúng ta phải làm cái thắt được nhỉ. Lắng sao, lắng nhất vòng ra bao dứa, bao bố cập mắt, bố cướp này xong. À. Xoáy cái đầu đấy, nó bị ra ong, ong trong đấy. Anh ra đây lâu chưa? Ra đây lâu chưa? Ra đây khá lâu rồi. Tổ này to nhỉ, kinh. Con rắn là xuống. Cái gì đấy, con gì đấy? Con rắn à? Rắn gì đây? Bành trắng. Bành trắng chứ không phải bành lai. Được không? Thành à? Bành này nó không thành bành. Người ta không nuôi. Lại giả lại. À, thế con bạch đen bây giờ giá bao nhiêu hả chú? Tầm 1 cân này. Yeah.